Hai xin mến chào tất cả các bạn. Ở video trước mình chia sẻ các bạn một cái con mét VNPT mét mới mới ra và mới vừa test à. Hôm nay clip này xin phép các bạn chưa chưa có review được. Tại vì nó hơi rắc rối một xíu và mình test cái kết quả nó thật là bất ngờ. Hôm nay chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo, nhưng mình cũng chả hiểu nó ảo ma Canada như thế nào. Thì mời các bạn xem kỹ clip, xem giữa mình test, mình đang ở nhà mình đang sử dụng cái con 040H, thì giữa test giữa trên con 040H và test trên cái con mét á, nó sẽ như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo đến cuối video nha. Tôi cũng chả biết như thế nào, mà nó ảo ma Canada vãi nha. Đây các bạn, bây giờ sẽ lắp vào wifi cho các bạn xem nha. Thì đây các bạn thấy có chữ Hoa Tư Huỳnh Tâm 5G đó. Này là con 040H các bạn. Mình kết nối trên băng tần 5G các bạn nha. Gói cước mình đang sử dụng là gói hình như 30, lúc trước là gói nhiêu á, hình như 60 mê các bạn. Đó, và hay sóng wifi cũng được 4 5 cục ha, cũng gần đầy. Tại mình ngồi cách xa một khoảng một bức tường. Bây giờ test cho các bạn xem, cũng chả hiểu như thế nào mà. Biết test nè. Ok, chọn server là net đi bạn ha. Bây giờ test đây là trên test trên con 040H các bạn. Gối mình là 340, hình như 50 mê 60 mê gì bạn không nhớ. Đó, bạn thấy full ha, full HD luôn, 150 pin 5 và jitter là 3, thấy cũng khá ổn định. Bạn thấy test lên 160 luôn ha. Đó. Nếu bạn nào mà đã sử dụng băng tần 5G thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay. Và đặc biệt là phải phải 1 GB thì để test nó mới lên hơn 100 mê các bạn nha. Đó, ở đây là mình test trên con 040H. Bây giờ mình sẽ mở qua con wifi mesh cho các bạn xem. Mesh ở đây nó sẽ con số 1 các bạn. Con số 1 mình đặt là mesh nè. Đó. Thì mình đang test của nó, mình chưa có đặt tên hoàn thiện. Mới đặt tạm thời là số 1 thôi bạn. Rồi bây giờ test cho các bạn xem nhé. Hết pin rồi. Biết test lại nè. Mình cũng sẽ chọn việc mét cho bạn xem. Go này. Đó. Các bạn thấy không? Tôi cũng chả hiểu như thế nào mà tự nhiên gắn con mét vô nó test lên trên 200 không các bạn. Test lần nào cũng vậy, trên 200 không. Pin và jitter nó cũng khá ổn. Đây là cách xa một bức tường các bạn, cách xa cũng khoảng tầm 5 7 mét qua một bức tường. Có điều up á, up nó sẽ thấp, cũng chả hiểu làm sao. Mà cứ download là nó phải tầm trên 200 bạn. Đây là chọn server là VNPTnet nha. Bây giờ mình sẽ chọn server khác cho các bạn xem. Số kết quả này đi. Chọn lại cái server Viettel đi bạn. Viettel đi ha. Mình đang sử dụng mạng Vinaphone nè các bạn, thấy Vinaphone ha. Và chọn hang đo là 500 các bạn. Ở đây các bạn sẽ chọn hang đo ha. Hang đo là 500. Go nè. Đó, các bạn thấy cũng ảo không? Lên kinh không? Đây là mình đang test trên con mét các bạn nhé, chứ không phải là trên cái con wifi chính. Cách xa một bức tường và khoảng 7 mét. Bạn thấy test lên kinh không? Tôi chả biết sao nên tự nhiên gắn lắp vào cái con mét này test nó lên tốc độ khủng khiếp. Rồi. Rồi vừa rồi thì mình test cho các bạn xem, tại vì mình đang ở trong phòng cách xa một cái qua một cái bức tường mà cái thử kết quả này như thế nào mình cũng chả hiểu như sao mà cái con mét mới này, tại vì mét mới này nó one line lên 1 GB bạn, chứ không phải như mét cũ, con mét trước đây cái màu trắng thì nó chỉ có tối đa là 100 thôi, 100 mê thôi, còn ở đây là lên 1 GB rồi. Mang test nó sẽ lên tốc độ hơn 100 mê chắc luôn. Hay test kinh khủng không? Và gói cước VNPT của mình đang sử dụng lúc trước rồi đó, giờ sử dụng cái gói này gói thấp nhất các bạn. Bạn thấy test lên khủng khiếp không? Chả biết sao. Rồi, đã hứa với các bạn qua clip này mình review cái con mét này, nhưng mà chưa chưa có làm được các bạn. Mét này nó ảo diệu quá, chả hiểu. Tạm thời chia sẻ các bạn cái kết quả bình test của mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.